gửi câu hỏi về cho chương trình khán giả Chu Văn Vượng có số điện thoại là 098, 3 số cuối là 082 ở thành phố Hà Nội lại hỏi: nhà tôi nuôi lợn nái, nó đang mang thai được 1 tháng, nhưng mà 2 ngày hôm nay thì nó có hiện tượng lợn bỏ ăn, mắt đỏ lên, da chuyển sang màu đỏ, đi ngoài phân táo, sốt. Tôi đã dùng hạ sốt nhưng mà không đỡ, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Vâng, thưa anh Vượng, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã trả lời câu hỏi của anh như sau. Với cái dấu hiệu của cái lợn mà nó có cái biểu hiện nó bỏ ăn, sốt cao, bạn bây giờ bạn phải kiểm tra xem cái thân nhiệt của lợn nó sốt bao nhiêu độ. Nếu nó sốt 40 độ đến 41 độ trở lên là hết sức cảnh giác. Thứ hai nữa tức là bỏ ăn là đương nhiên rồi. Thế và mắt, mũi có xem có chảy nước mắt và mắt có nhử không. Biểu hiện là da lợn đã có cái dấu hiệu của phát ban rồi đấy, tức là ửng đỏ rồi đấy. Và ở đây thì biểu hiện là đi ngoài phân táo, xem trong cái phân táo đấy có cái màng giả không thì bạn phải rất cảnh giác. Thì theo tôi thì nếu như mà trong cái đàn lợn của bạn mà vẫn có những con nuôi chung với lại cái con này thì đàn lợn đó phải được tiến hành cách ly ngay và tiến hành tiêm phòng cho lợn bằng các cái loại vaccine như là vaccine dịch tả lợn cổ điển, thế rồi là vaccine tuỗi trùng, rồi vaccine đóng dấu, rồi vaccine tai xanh là phải tiêm phòng bao vây ngay. Thế còn cái con lợn mà hiện tại nó đang bị này thì bạn phải tiến hành cách ly ra càng xa càng tốt, phun sát trùng ở cái khu vực mà lợn nó đang ở đấy, để cho diệt mầm bệnh. Thế và tiến hành hướng là điều trị cho con lợn này thì chúng tôi có khả năng nghi ngờ giữa cái dịch tả với lại cái tụ huyết trùng. Bởi vì dịch tả thì nó còn phải có cái biểu hiện là nếu như bạn kiểm tra mà thấy có hiện tượng là mắt có nhử đấy, thế rồi là chảy nước mắt, thế rồi là trên thân của nó có hiện tượng là sốt huyết đấy, và vùng đuôi, vùng tai, vùng mông là từ cái phát ban này nó chuyển sang màu tím thì phải rất cẩn thận là phải gọi bác sĩ thú y đến để lấy mẫu. Còn nếu mà nó không có hiện tượng như tôi vừa nói mà nó chỉ có phát ban đỏ không thôi thì bạn có thể có cái hướng điều trị cho nó bằng cách là bạn tiêm các cái loại thuốc kháng sinh đặc trị như là Vidante hoặc là Lancosep hoặc là Ceftiofur thì để mình điều trị theo cái hướng là của tụ huyết trùng. Thì nếu mà nó là tụ huyết trùng thì cơ may là bạn có thể còn cứu được cái con lợn này. Thì đấy là cái giải pháp đối với cái con lợn nái của bạn với lại cái đàn lợn của bạn hiện tại đang nuôi, thì anh Vượng chú ý và xử lý càng nhanh càng tốt, trong lúc này thì không thể chậm trễ được.